Rồi mấy đứa phụ với mẹ dọn cái cây này nha. Con chạy coi, con chạy. Ủa, con làm gì mà chạy hào hết như vậy? Hôm nay quay gì quay, đừng có mà quay đọt ca nha cô. Sao vậy con? Cô quay gì không? Núi lửa phun trào đó cô. Hả? Anh thương thầm trộm nhớ em mà lỡ mụn nhiều dữ vậy. Để anh kể cho anh em nghe nè. Anh á, để nhỏ kia, mà nhỏ kia không để lại anh cái xong anh ngủ qua ăn điên với xong núi lửa phun trào luôn. Trời đất ơi. Thôi, quên hết. Con có vụ này quan trọng lắm anh cô. Gì mà có này nè. Để cô coi coi. Cô ơi, team mình hãy làm người cuối cùng dừng ăn mì chay Hàn Quốc đi cô. Con mới vừa nói cô là đừng có ăn đồ kế mà. Cô thấy chưa? Núi lửa phun trào đó. Thì cái Hàn Quốc ngon lắm, hay là mình làm hết luôn đi. Mấy thằng này em không ăn mì cay Hàn Quốc được thì em muốn chết là anh không quay để em quay. Hello các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm thử thách người cuối cùng dừng ăn mì cay nha các bạn. Mì Hàn Quốc nó ngon dữ lắm. Mình bị mấy núi lửa thì mình cũng chịu luôn nha các bạn. Hôm nay thì mình mua rất là nhiều loại mì cay với lại mịn giá khác nhau với đậu cay khác nhau nha các bạn. Vậy mình muốn ăn mì nào mình ăn hả mẹ? Con sẽ chọn mì nhiều tiền nhất. Đã gọi là thử thách thì tụi con không có được quyền mà lựa chọn. Cô có những phiếu thăm trong đây nè, mấy đứa sẽ bóc ngẫu nhiên nha. Yeah. Và người cuối cùng dừng ăn mì cay Hàn Quốc sẽ được thưởng 200k. Yeah. Vừa được ăn mì cay Hàn Quốc ngon hay bà nội luôn. Mà được có tiền á, trời ơi sướng. Đâu đó không đó. Trời ơi, người ta nói ăn ngon nhất nát mà chứ đâu phải sướng nhất nát đâu. Thì miễn có sướng rồi gọi em ơi. Bây giờ mình sẽ bóc thăm nha. Dạ. Yeah. Vòng tài kế ra đây, tài bắt nước đi. Trời ơi, hàng mì cay chết rồi, qua lượt tức quá trời mất. Nhân phẩm của em chưa tới rồi, và tới lượt anh nè. Hy vọng. Chúc mừng con, một ly nước đá. Sao tưởng gì, nó người ta cho đã vô cũng được có ly nước thôi. Anh Mạnh coi nhân phẩm của em nè. Rồi, rồi đó nhân phẩm bắt đi. Không được nhìn nha. Kinh vô mì Hàn Quốc Shin Ram Jun. Wow, chúc mừng con nha, đâu rồi, mì Shin Ram Jun đó rồi. Đó, nè, đâu, đâu, đúng rồi, để cô coi trị giá nó nhiêu nha. Mì Shin Ram Jun 21.000 đồng một gói. Wow, khá là cao nha, chúc mừng con nha Vinh. Rồi, về đến con. Em nhận phẩm này. Rồi, nhận phẩm như thế nào? Rồi, quay ra kia nha. Tưởng mì tinh tế nha. Em cũng còn mì tinh tế lắm á. Nhớ đi nước đá uống. Rồi, bây giờ còn rồi, tới mình nè. Có em mập hỏi nè. Mình quay tay. Thế mình nếm hàng chú à. Ba la xì bùa. Rồi, lẩu thả hải sản. Yeah. Wow. Đâu. Rồi, mình vô trị giá gói mì này là 18 ngàn. Wow. Mình con cũng khá là cao luôn đó. Thôi, ngon ha. Rồi, bây giờ hai uống nước uống. Để ai ăn không? Đưa cô trộm. Thì cô có chuẩn bị thêm nắm kim châm nè, tụi con có ăn thì bỏ vô nha. Rồi, cô sẽ ghép mì cho Minh nha. Thôi, cái bột này nó nhức nách luôn nè các bạn ơi. Nghe nói cái bột này hấp chừng lâu năm á, bột này là bột ớt nè. Đó. Đã nói là mì cay Hàn Quốc thử thách ăn cay là tụi con phải bỏ bột ớt đầy đủ luôn nha. Ai phải bỏ hết. Thèm đi mẹ, cũng thèm lắm rồi. Rồi, từ từ, chín rồi nè. Rồi, bột này cay xé lưỡi luôn á. Đúng rồi, bột nó cay lắm đó. Rồi, hết gói luôn rồi nha bạn. Công nhận em nhỏ có vỏ rồi đó. Chị thôi, rồi đó. Bây giờ mình chế nước vô. Ôi, đỏ kìa. Rồi, wow. Anh hấp dẫn. Rồi, trên đây mẹ chế nước giùm cho. Rồi, ôi, nó cay lắm. Rồi, của Vinh xong rồi, trộn lên ăn đi con. Trời ơi, mình nói thiệt các bạn nha, tội cho những người tài nè, với mình, với Trang nè. Thứ nhất á, là ly nước đá, hay là qua lượng. Nhìn mấy anh em mình ăn á, anh lo ly nước đá kìa, có gì đó, nhiều quá, khô bảo bộ nước đi. Dạ, rồi. Tội nghiệp ở đây, tội nghiệp tài như là dòm mọi người nước, như dòm mọi người ăn mì. Phải chi màn 2, màn 3 vô ly nước đá để uống xả cay, ai ngờ màn đầu vô uống ly nước đá rồi. Thèm đó bạn ơi. Cay quá. Rồi để mình nếm thử nước coi con cao nha các bạn. Thấy anh mình ăn thèm quá em uống hết ly nước luôn rồi. Này nó hơi cay các bạn chứ nó không có cay dữ đâu. Này ăn cũng được á. Nghĩ cấp độ mấy? Anh nghĩ là chắc cấp độ 1 thôi chứ nó không có cay dữ đâu. Rồi cảm giác con Vinh sao rồi Vinh? Thấy mày thấy con nhăn nhăn hoài rồi. Trời ơi, anh hiểu em. Nè, tập trung lại nói này nè. Bỏ cuộc nha. Ôi ơi, vậy là một thí sinh đầu tiên đã bỏ cuộc nha các bạn. Hay quá. Mình chỉ ăn một bữa duy nhất thôi, đã bỏ cuộc rồi. Mà không có đồ ăn, mình đi bỏ cuộc tại sao? Thành viên mà bỏ cuộc đầu tiên sẽ được một hộp sữa để mà xả cay nha. Đúng là mì cay Hàn Quốc á, càng mắc tiền càng cay bạn ơi.
xong tối rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục vòng 2 nha, bắt đầu cho Tài đi, nãy giờ thấy Tài thèm rồi đó. Đúng rồi. Đi đây cho anh em xem đi. Đây, nước rồi. Rồi. Nước nữa hả? Chị định người khác. Không à, chị định người khác. Tài ơi, tự chỉ mình đi. Anh Minh tiếp đi, anh Minh thiệt tiền cảm ơn rồi. Rồi, cảm ơn em. Trời ơi. Rồi, chị định là phải báo rồi. Yeah, ôn cay. Wow, gói mì ve ôn này trị giá 10.000. Wow. Wow, con thấy ra đi rồi, con sẽ trộn giùm cho. Rồi bây giờ tới Mạnh nha. Ngược rồi. Ủa ngược hả? Đúng rồi. Rồi. Cái này mì ve ôn cay. Wow, giá 10.000 giống như là Minh luôn. Trời ơi, mì đâu hả? Rồi đưa mì ra. Không biết con có được ăn không đây này. Rồi, nhân phẩm thôi nha con. Chỉ định người khác. Wow, wow. Chỉ định đâu? Chị định anh nàng cho nó quê. Chị định anh nè, chị định anh nè. Chị định Tài nè, nãy giờ chưa có nè. Chị định anh nàng, anh nàng cũng rồi. Chị định anh nàng. Trời đất ơi, hai cái người này chỉ định mình 2 lần. Nhưng mà bóc 1 lần nữa là 3 lần luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình với bóc 3 lần. Mấy thành viên này cố tình cho con ăn cay đang bỏ cuộc trước á. Cái gì đây, cái gì đây, này gì nữa? Mì da uống cay. Mì kim chi Otogi. Mì Otogi này trị giá là 13.000. Wow, con chuẩn bị sẵn 3 cái tô này cô. Gọi làm cho con trước đi. Rồi, con nhiều mà đi. Trời đất ơi, lại một ớt nữa rồi. Trang Trang sẽ phụ anh Trang. Dạ. Bởi người ta nói mì cay Hàn Quốc đã cay rồi mà bột ớt còn nhiều nữa nha các bạn. Rồi, chế cho Minh nha. Wow, 3 tô đậm đà lắm á Minh ơi, cô thấy đỏ lòm luôn á. Đó, ăn cay cay cho Minh. Thèm quá. Rồi, mời các bạn nha, để mình thử coi. Này cũng hơi cay rồi, cay hơn cái mì nãy thôi. Cỡ cấp 1-2 à. Mì này giống y hệt mì này nên mình không có thử nha các bạn. Ê, thử mì này nè. Nào mất cay gì luôn á. Thôi, mì này ngon nè. Trời ơi, biết vậy hồi nãy mình chọn cái nồi đất đen chi bởi vậy nó đen. Mình cũng vậy à, cái nồi đất đen xui xẻo chết. Nó dòng thứ 3 rồi mà không được cái gì hết. Thôi, em ngồi coi anh ăn đi. Không hử nước nha các bạn. Công nhận cay thiệt luôn á. Ghét ăn cổ luôn các bạn. Cái vòng 2 này thì lúc mà Mạnh ăn vừa xong phải không? Là Minh chỉ còn 5 phút để mà ăn 2 cái tô còn lại nha Minh. Này 3 tô ăn chắc ói ỉa luôn á các bạn ơi. Cài quá. Rồi còn nước bỏ cho cô. Rồi ok, con ăn cái đi, bỏ nước đi. Trời ơi, mình ăn tô mì mà chưa xong mà Minh ăn tô mì xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải ăn nhanh lên nếu không là mình sẽ bị hư ngược nha các bạn. Anh nói hoài ăn nhanh lên mà. Tính ra mình ăn cái tô này tô thứ 3 đó các bạn ơi mà. Nó thấm, hơi thấm thấm đó. Mặc dù đây là thử thách nhưng mà tụi con ăn không nổi nữa thì mình có thể bỏ cuộc nha. Dạ. Không có ép. Người thì không có ăn, người ăn tràn bánh hồng, ba tô luôn. Thôi dạ, với tụi người lát nữa con được ăn chứ gì, ráng đi. Thôi bây giờ nó cay dữ quá rồi. Giờ ước gì có ly nước uống ta. Chèn đi nè, không bao bao bao. Mình ăn xong rồi nha các bạn. Tại con có 5 phút để ăn hết 2 tô đó nha Minh. Trời ạ. 2 phút 15 giây thì Minh đã có kết quả. Sao con bỏ cuộc Minh? Tao nói nó vừa cay mới vừa no nữa. Tao nói cái môi nó run hoài luôn à. Trời ơi, nó luôn á. Y chang như sơn vậy đó. Thôi bỏ cuộc, uống hộp sữa vô mới được. Rồi, chúc mừng con. Người bỏ cuộc. Trời ơi, vậy bắt âm mất không mẹ ơi. Bỏ cuộc mấy con ơi. Trời, team mình còn 3 thành viên. Có cơ hội. Nãy giờ không hề ăn bất cứ thứ gì hết. Vậy đó. Trời ơi, cái số đen ơi là đen, không bao giờ chọn cái nồi màu đen này nữa. Hay gì đó, chị định ăn trắng. Anh Mạnh, tiếp tục rồi. Hả? Vậy là anh là anh người chỉ định à? Bị người chỉ định à? Ôi, vậy là anh bóc 2 cái hông vậy mới đã em. Anh đang ghiền á. Siêu cay luôn. Rồi tới Trang. Em khuyên Mạnh anh bỏ cuộc nha Mạnh à. Mong nha mong. Nãy giờ con mong ăn mì lắm hơn. Chỉ định người khác. What the hell? Trời ơi. Mẹ thấy rồi. Hôm nay tại vì con với lại Tài
chọn hai cái nồi đất đen thui mà sao nó đen. Trang Trang em chọn thử mà anh coi nó ăn được bao nhiêu tôi lắm anh Trang. Ừ đúng rồi anh Minh tự ý anh á. Rồi dạ, đúng chừng ngứa rồi đó em. Đây coi chừng vô nước đó con ơi. Ừ. Vô nước ăn mì uống nước rồi thua. Anh xui rồi cô ơi. Cái gì đai nhiều chữ với em mọi người. Mì khô bún nát. Wow. Đây. Đây. Ồ luôn. Siêu cay luôn. Mì này là mì trộn nên mình không chế nước nha các bạn. Ôi ngon. Từ từ nó đen ra màu nha anh em. Thôi bây giờ mình sẽ ăn mì tương đen nha các bạn. Anh không sống nổi rồi. Các bạn nha, cái này là mình không bao giờ nói dốc luôn nha. Đó giờ á mình chưa bao giờ ăn mì tương đen luôn nha. Cái này là mì trộn không phải mì tương đen đâu anh Mạnh. Ủa hả? Anh tưởng đâu là mì tương đen mà anh nhìn thấy hơi đen đen á em. Nó siêu cay luôn đó con. Rồi mời các bạn nha. Ngon á. Cay không? Ờ không, không có cay cô. Không cay cho lắm. Mình ăn xong rồi nha các bạn. Hồi đầu mình ăn không có cay nhưng mà khúc sau thì ăn rất là cay luôn các bạn. Cái mỏ nó sưng trù trù luôn rồi nè. Sưng môi quá à. Lụm tiếp tô hai nha các bạn. Anh không nổi đâu. Lụm luôn. Đừng có cố gắng. Có anh quá cố hết luôn, anh cân được. Anh đừng có cố quá thì anh quá cố lên anh Mạnh nè. Anh Mạnh thua đây. Cà quá. Cô ơi con thua cô ơi. Rồi thôi thua thì con ăn nổi thì con ngừng đi. Đây mà cũng sợ em anh. Sợ đây. Thì, mình nói thiệt với anh em luôn nha. Thứ nhất á các bạn á đừng bao giờ ăn quá sức của mình. Thứ hai á các bạn đừng có bao giờ mà ăn cay quá cũng không có tốt nha các bạn. Như mình nè. Đây là cái gói của mì của mình nha. Đây cay đột da luôn á. Tôi thấy con rất đột da không mà đổ mồ hôi chảy nước mắt luôn kìa. Rồi kỳ này xin chúc mừng con. Cô thấy có chữ cay đó. Mì dê uôn cay còn ngược nữa đấy ngược nữa. Từ đầu tới giờ con đang thèm mời tay. Giờ con thưởng thức đi cho đã. Rồi Trang may mắn sẽ đến với tụi con sau giờ hiệp cuối nha. Gì đây? Để ngược quay ngược lại. Hải sản cay a cay. Wow. Đây. Wow. Chúc mừng con. Cuối cùng cũng được ăn rồi các bạn ơi, mà các bạn mì cay với mình nha. Những giây phút cuối được thưởng thức mì cay rồi anh mới đó. Nó cũng hơi cay, chứ không cay dữ. Tùy theo con hên vô cái bánh nó ngon lắm. Tại. Hai anh em ở lại tranh cướp 200k đi nha. Bây giờ anh đi về rồi, có một chuyện ngồi. Trời ơi, thôi vậy. Chúc mừng em chiến thắng nha. Chúc em chiến thắng. Em quá à. Chào con nha Mạnh. Nước đang ăn xưa mà đang ăn tiễn hút 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 vừa qua nước. Nước nào cũng không thôi luôn sạch. Không thèm quá, từ từ thôi lại ơi. Cuối cùng con cũng được ăn cái gì con ăn sạch á. Này cũng cay cay mà ngon lắm bạn. Mình ăn được nửa gói à. Mình ăn xong rồi. Rồi bây giờ tụi con bắt thăm đi, còn hai đứa cố gắng nha. Gì vậy Tài? Ngon quá hay gì? Chỉ định người khác. Wow, chỉ định Tài. Xác định. Ô tô ghi kim chi. Wow. Đây. Giờ không cầu. Sao bông lượt đó. Ôi lượt nữa, lượt nữa. Mày xin cây hả? Trời ơi, con bỏ cuộc cô ơi. Rồi đây. Yeah. Có còn nổi ăn hai gói luôn. Vậy là thử thách mà người cuối cùng dừng ăn mì cay đã thuộc về Trang. Yeah. Trang hên thôi, vừa nhà bóc chúng người chỉ định chứ cái mì này đâu có cay cho lắm. Nó hơi hơi cay thôi, đâu cay cho lắm. Tại Trang nhân phẩm mà. Rồi con thắng, mẹ thử cho con 200k nha Trang. Con cảm ơn mẹ. Rồi thôi video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay cho một like đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn.